EPS là tên viết tắt tiếng Anh của Earnings Per Share có nghĩa là tỷ suất thu nhập trên cổ phần, chỉ số EPS nói lên phần lợi nhuận thu được trên một cổ phiếu, đây có thể coi như là phần lợi nhuận thu được trên mỗi khoản đầu tư ban đầu, nên nó được coi là chỉ số xác định khả năng sinh lợi của một công ty hay một dự án đầu tư, đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho một cổ phiếu thông thường đang được lưu hành trên thị trường, ví dụ như, công ty có khoảng 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, tương ứng với tổng lợi nhuận sau thuế là 1 triệu đô la Mỹ, thì một cổ phiếu đó sẽ có EPS là khoảng 1 đô la Mỹ, hay nói cách khác lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1 đô la Mỹ.